tin về thầy Minh Tuệ ngày hôm nay thì cũng được. À vâng, và như tất cả mọi người vừa được xem ấy, thì đây cũng là những hình ảnh mà mới nhất về thầy Minh Tuệ vào buổi sáng ngày 25 tháng 7. Thì bởi vì là sau cũng thời gian là 2-3 ngày rồi, thì mọi người cũng thắc mắc là tại sao mà thầy có đi khất thực không? Và thầy có đi ra ngoài ngã ba để khất thực không? Và em muốn nói với tất cả mọi người là người dân ấy thì chỉ có những người nào mà ở trong đó thì mới được gặp thầy Minh Tuệ thôi, mới được nhìn thấy thầy đi khất thực thôi. Còn lại thì người dân ở phía bên ngoài, người dân ở địa phương khác đến thì chỉ đứng ở ngoài chốt thì không thể nào thấy được thầy Minh Tuệ. Bởi vì thầy đi khất thực ở trong đó, trong cái chốt an ninh, thì thầy đâu có đi ra ngoài khỏi chốt an ninh đâu, thì làm sao người dân gặp được? Bởi vì thầy đi có một nhà, hai nhà là cùng, là đã đầy đồ ăn rồi, thì thầy sẽ phải quay lên. Bởi vì thầy đâu phải đi khất thực tận 4-5 nhà, đúng không? Thầy đi khất thực ví dụ như hôm nay đi 2-3 nhà, ngày mai thầy lại đi 2-3 nhà, ngày mốt thầy đi 2-3 nhà, thì biết bao giờ mới đến ngoài đường lộ đây. Đó, đến khi mà thầy đến đường lộ thì mọi người cũng về hết rồi. Bây giờ thì mọi người thấy rằng là người dân cũng không còn ai nữa, là không gặp được thầy mà. Rồi là hôm nay ngay cái chỗ chốt thì người dân cũng đã đi về rất là nhiều rồi. Bởi vì là mọi người không gặp được thầy Minh Tuệ thì mọi người cũng đi về rồi. 2-3 ngày hôm nay mọi người thấy rằng là không có bất cứ một hình ảnh nào của thầy Minh Tuệ được lộ lọt ra bên ngoài. Bởi vì là mọi người thấy rằng là khi mà thầy đi khất thực ấy thì không được quay phim. Đó, người dân cũng không được vô trong cái chốt đó. Rồi đến ngày hôm nay khi mọi người thấy rằng là thầy đi khất thực thì ở đằng sau có 4-5 anh an ninh. Bởi vì chốt rất là nhiều thì có nghĩa là không có một hình ảnh nào được lộ lọt ra bên ngoài. Không có một người dân nào quay cận cảnh mà thầy đi khất thực cả, mà chỉ ở một cái nơi rất là xa zoom lại thì mới có hình ảnh của thầy Minh Tuệ thôi. Thì đấy cũng là một cái điều mà cho mọi người thấy được rằng là tình hình an ninh thắt chặt, chưa ở đâu mà như Nha Trang, để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự của thầy. Tuy nhiên thì chúng ta lâu lâu cũng phải biết cái hình ảnh của thầy, bởi vì chúng ta chỉ nghe là bảo là thầy đi khất thực trong đó, nhưng mà không thấy hình ảnh, không thấy video thì làm sao biết được thầy ở trong đó hay không. Có nhiều người cũng lại lo lắng, nên là em cũng nói tất cả mọi người là tình hình của thầy bây giờ rất an toàn, lực lượng an ninh đảm bảo an toàn cho thầy là cái điều tuyệt vời. Và thầy bây giờ đi khất thực ở đây là ngày nào cũng đi đó, nhưng mà người dân thì không gặp. Có người dân bảo là sáng thấy có thấy thầy đâu, bởi vì người dân có được vô trong đâu mà thấy, đúng không? Bởi vì thầy khất thực ở tận khu vực ở bên trong nhà dân, mà từ cái cốc của thầy Năm ấy mà di chuyển đến cái khu vực mà người dân đứng thì nó phải tầm 2 cây số, thì thầy lại đi khất thực ở trong cái phạm vi 1 cây số, thì cách cái người dân ở bên ngoài cạnh 1 cây số là sao thấy, đúng không? Nên là em đã từng lên cấp của thầy Năm rồi, em đã từng lên cấp của thầy Năm, lên tận chùa Suối Ngổ luôn. Bởi vì lên trên đấy là cái con đường dốc kinh khủng luôn, đường đèo đường dốc lắm. Và thầy Minh Tuệ thì đang ở cấp của thầy Năm thì nó ở ngay dưới chân núi, mà từ cái chân núi đó để đi xuống cái ngã ba thôi là phải hết 1 cây số rồi, mà từ cấp thầy Năm mà ra đến ngoài phải tầm 2 cây số, thì làm sao người dân thấy được, đúng không? Nên để cho mọi người thấy rằng là ngày hôm nay thì thầy Minh Tuệ có đi khất thực, có đi khất thực, nhưng mà đi khất thực 3 nhà, ngày hôm qua đi 2 nhà, 1 nhà đó, ngày nào một nhà, nhà thứ hai là một được 2 chai nước suối thôi là thầy quay lên. Bởi vì quá nhiều, có nhiều người dân bảo làm sao mà biết được thầy đi nhà nào. Biết chứ, bởi vì thầy Minh Tuệ là ngày hôm nay đi 2 nhà thì ngày mai thầy sẽ không đi 2 nhà đó nữa, mà đi cho nhà tiếp theo đó. Với là giống như ở Gia Lai ấy, mọi người thấy không, với là cứ 2 nhà thầy quay về, hôm sau thầy lại tiếp tục nhà bên cạnh là 2 nhà để quay về, sau hôm sau lại tiếp tục 2 nhà quay về đấy, 7 ngày đấy, 6-7 ngày đấy. Thầy đi có bao nhiêu ngày nhà đâu, 10 mấy nhà. Thì bởi vì là người dân người ta biết là nhà kia là nhà thầy đến rồi, thì ngày hôm sau thầy đến nhà khác đó. Nên là ở trên Gia Lai cũng, ở trên Gia Lai cũng giống như ở đây thôi. Thế ở đây thì thầy cũng như thế, thầy cũng đi vài nhà thầy lại quay về. Nhưng mà căn bản ở đây là chúng ta không biết được là thầy sẽ ở đây được bao lâu, đúng không? Có nhiều người nói bảo là không biết là thầy Minh Tuệ sẽ ở khu vực Nha Trang Suối Ngổ được bao lâu, và sau đó thầy sẽ đi đâu. Bởi vì là rất nhiều người thì cũng muốn lên đây để gặp thầy, đảnh lễ thầy, nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chưa ai gặp được đó. Đến bây giờ mọi người thấy rằng là cũng chưa ai gặp thầy Minh Tuệ là quay được cận cảnh video, mà chỉ có xem qua những cái video của người dân, những hình ảnh trên mạng xã hội thôi. Chứ còn em nói tất cả mọi người rằng là đến bây giờ tất cả mọi người ai cũng quan tâm đến sức khỏe của thầy này, quan tâm đến thầy có đi khất thực không này, quan tâm đến cái việc là thầy có đi khất thực như thế nào rồi như thế nào đó. Đấy là người dân của chúng ta rất là quan tâm. Thì em cũng để thông báo với tất cả mọi người là thầy bây giờ vẫn rất là khỏe mạnh, rất là an toàn, và thầy bây giờ thì vẫn là đi khất thực nhà dân. Thì để cho mọi người biết rằng là tình hình an ninh trật tự bây giờ ở Nha Trang nó được đảm bảo tuyệt đối, là mọi người thấy rằng là trong 3 ngày hôm nay là không có bất cứ một hình ảnh nào. Và thầy đi khất thực thì ngày nào cũng đi chứ, bởi vì là khi người dân ấy ở địa phương ấy họ gặp thầy xong ấy, họ phải đi ra ngoài đi chợ, mà họ đi ra ngoài đi chợ thì họ lại báo rằng là thầy đi đâu rồi, mọi người đừng có đợi nữa. Thì mọi người lại hỏi em cũng hỏi, em bảo là ủa chị ơi chị gặp thầy chưa, thì chị bảo là sáng thì thầy đi khất thực có 2 nhà thôi, và chị là cái người mà thầy đi khất thực đó, thì chị là người đưa đồ ăn, thì em mới biết rằng là thầy đi khất thực có 2-3 nhà.
Bởi vì thấy mấy người dân người ta nói bảo là thầy Đức Thích Thực có hai nhà mà khi mà đến nhà thứ hai đó thì đồ ăn họ chuẩn bị quá nhiều. Bởi vì là khi họ biết thầy sẽ đi đến nhà đó thì họ sẽ chuẩn bị này, nghĩa là họ không muốn cho thầy có mất thời gian đi mọi người ạ. Bởi vì là họ sẽ thứ nhất là nấu, thứ hai là ra chợ để chuẩn bị đồ cúng dường. Đó thì họ chuẩn bị rất là nhiều để thầy không phải đi nhiều nữa. Thầy chỉ đi ở cái đoạn đấy thôi, không phải đi nhiều nữa. Đó thì để cho thầy sẽ quay lên để ẩn tu. Đó thì họ chuẩn bị nhiều, nên là thầy chỉ có đi 1-2 nhà là đầy cái bình bát. Cái bình bát em hỏi mọi người để được bao nhiêu đâu, để được một hộp xôi, một hộp gì đó, để được ít trái cây, để được một chai nước suối là hết. Đó thầy quay lên, mà khi thầy quay lên rồi thì mọi người dân đâu có gặp được. Đó mọi người thấy rằng là cái tình hình an ninh ở bên trong ấy nó thắt chặt, mà người dân thì không có gặp được. Bởi vì là người dân thì đứng ở tận vòng ngoài, mà người dân đứng cách xa cả một cây số. Thì em hỏi mọi người làm sao mà gặp được thầy Minh Tuệ, đúng không? Người dân đứng ở cách xa một cây số, còn chưa kể bên trong nó còn có chốt, có ngã ba. Thì mọi người nhìn thấy cái ngã ba đấy đâu có thấy bên trong đâu. Bởi vì từ ngã ba đó đến cái nơi mà thầy đi khất thực còn gần 500 mét, làm sao mọi người thấy? Đó, nếu mà thấy thì chỉ có những hình ảnh mà gọi là người dân ở trong đó họ quay thì mới thấy thôi, chứ còn là hầu như là không ai thấy được cái hình ảnh đó. Với lại là để cho tất cả mọi người biết rằng là hiện nay thì thầy Minh Tuệ thì vẫn đi khất thực đó. Bởi vì ngày nào thầy cũng đi, nhưng mà đi có 2-3 nhà dân thì không gặp được. Bởi vì người dân thì đứng ở tút bên ngoài chốt chặn, mà thì họ làm như vậy cũng đúng thôi, bởi vì đảm bảo an ninh trật tự để người dân là không có đi vô trong được, thì không mất tình an ninh trật tự thì thầy đi khất thực. Nhưng mà ý là 2-3 ngày thì cũng có một cái hình ảnh của thầy để cho mọi người yên tâm, mọi người lo lắng giống như em này thôi. Em cũng đi quay, nhưng mà cảm giác là nếu như không có cái hình ảnh của thầy thì chúng ta đâu có xác được là thầy trong đấy hay không, đúng không? Có nhiều người bảo là thầy đi rồi, thầy đi nơi khác rồi, thầy đi chỗ khác rồi, thì chúng ta lại biết rằng là tin đồn, mọi người lại hoang mang. Nhưng mà em thì vẫn nói với mọi người là thầy không đi đâu cả, thầy không đi đâu cả, thầy vẫn ở đó, thầy vẫn đang đi khất thực ở đó, và thầy thì vẫn được lực lượng an ninh đảm bảo an ninh trật tự, và thầy thì vẫn được đi khất thực, và những người dân ấy họ vẫn hỗ trợ thầy. Thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời, thì cũng để thông báo tất cả mọi người yên tâm đó, là thầy Minh Tuệ vẫn đi khất thực ngày nào cũng thế. Và người dân thì cũng không nên tụ tập về cái điểm của thầy Minh Tuệ, bởi vì người dân tụ tập về đó thì không gặp được thầy đâu. Khi mà thầy Minh Tuệ đi khất thực ở bên trong đó thì người dân đâu có gặp được, đúng không? Tìm về đó vừa mất công tiền xe, vừa mất tiền công đến đó, rồi là mất thời gian, rồi là ảnh hưởng đến trật tự. Thì mọi người cứ theo dõi qua mạng xã hội, đúng không? Nếu như mà hữu duyên bọn em gặp được, quay được thì mọi người sẽ được xem. Còn đến khi nào mà có cái phương án nào đó để đảnh lễ thì lúc đó người dân hãng đến. Còn bây giờ thì tất cả các phương án thì chưa có cái phương án gì cả, vẫn là chốt chặn, rồi thầy vẫn đang ở bên trong đó thôi, nên là người dân chưa gặp được đâu. Nên là hy vọng là thông qua video này cũng để cập nhật đến tất cả mọi người, là mọi người thì ai ở xa thì mọi người cứ ở nhà theo dõi, còn ai ở gần thì mọi người cũng ở nhà. Rồi nếu như hữu duyên gặp được thầy thì là cái tốt, đúng không? Ai chẳng muốn gặp thầy, nhưng mà cái thời điểm bây giờ thứ nhất là nhạy cảm, cái thứ hai là an ninh thắt chặt, cái thứ ba là thầy bây giờ cũng vẫn đang ẩn tu trong mùa ăn cứ kiết hạ hay sao ấy, nên là người dân chưa gặp được. Thì có thể là bây giờ chưa gặp được, nhưng trong thời gian tầm 1 tháng nữa chẳng hạn thì lúc đấy là gặp thầy, đúng không? Ai cũng thế mọi người ạ, thầy bảo là có duyên sẽ gặp, đúng không? Với là có duyên sẽ gặp thầy, có duyên sẽ gặp thầy. Và tất cả chúng ta ai cũng mong muốn những cái điều tốt đẹp đến với thầy, mong thầy có sức khỏe, mong thầy đi khất thực. Em thì em nói tất cả mọi người là chỉ cần một ngày mà thấy hình ảnh của thầy đi khất thực thôi là chúng ta vui rồi, đúng không? Bởi vì là em nói tất cả mọi người là khi ở Gia Lai ấy, thấy đi khất thực thầy vui lắm, nhìn mặt thầy là thầy cười tươi lắm, em cũng cảm thấy vui nữa, đúng không? Nhưng mà ở đó thì người dân đông, tụ tập đông, mất tình hình an ninh trật tự, bởi vì bây giờ nó chưa có, nhưng mà nếu như mà để thêm vài ngày nữa nó sẽ có. Nhưng mà về Nha Trang thì đã được an ninh thắt chặt rồi, thì người dân cũng có ít tụ tập về hơn, thì đấy cũng là một cái điều tuyệt vời. Nên là rất mong tất cả quý vị khán giả khi xem được video của em thì mọi người cũng góp ý, có nghĩa là góp ý những cái video của em để có những cái nội dung hay hơn, để tất cả chúng ta sẽ mong muốn những cái điều tốt đẹp nhất đến với thầy Minh Tuệ đó. Còn em thì cũng vẫn thường xuyên là cập nhật những cái thông tin mới nhất thì cũng có với tất cả mọi người, mong muốn truyền tải với tất cả mọi người những thông tin mời thầy Minh Tuệ đó. Nên là em sẽ dừng video ở đây. Nên là khi tất cả mọi người xem thì mọi người đừng quên like, bình luận góp ý dưới video của giúp em mọi người nhá. Rồi bây giờ em sẽ dừng video ở đây. Rồi chào tất cả mọi người nhá. Rồi chào tất cả mọi người.